xin giới thiệu các bạn một dòng Gazzola. Trước đây chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn, nhưng hôm nay nhờ bằng phương pháp gieo hạt thì nó ra rất là nhiều cây, nên chúng ta có thể mua được với giá rẻ. Trước đây thì đắt lắm các bạn. Cây này nó có một cái đặc tính nổi tiếng, mình không giới thiệu bông trước, mà là thân của nó. Thân của nó trồng nó rất là đỏ các bạn ha. Thân nó đỏ rực luôn. Và về bông thì thôi, nó rất là dễ thương, cấu trúc đẹp. Nó là cây David Sander, cái cây mà hồi xưa nổi tiếng à. Thì mời các bạn cùng ngắm qua cây David Sander, dòng Gazzola tối rất là thơm, bông màu trắng, cấu trúc rất là lạ nha, ít có cây nào mà có được cái cấu trúc này. Tuy cây này nó nở không nhiều bông, nó nở một lần khoảng 2 bông, nhưng mà nó cái bông nó rất là tròn, chỉnh chu, to các bạn. Cái lưỡi cũng đặc biệt luôn ha. Bạn trồng lâu thì cây này nó nở nhiều bông, nhiều đầu thì nó đẹp. Đây là một cây lan mà nổi tiếng, nhưng mà bây giờ thì giá cả mềm để chúng ta có thể chơi nhé. Trồng hay là vấn đề gì đó thì rất là dễ dàng ha. Cây này không có gì khó hết các bạn.